Thế giới sẽ như thế nào sau 20 năm nữa? Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng tương lai đã và đang hiện hữu bởi những người giỏi nhất vẫn ngày đêm mơ về nó và tạo dựng nó? Tương lai đang đến rất nhanh và thế giới sẽ không bao giờ giống như bạn tưởng tượng. Tương lai của những cuộc phiêu lưu là làm những gì trước đây không thể làm được. Bơi nhanh như cá heo, gấp đôi Michael Phelps. Thám hiểm đại dương trong tàu ngầm một người lái, hay trực tiếp khám phá cơ thể con người. Anh đang bước đi bên trong một chiếc kính hiển vi lớn. Đi tên lửa ngang qua khu rừng đô thị trên những chiếc xe đạp một đường ray. Tham gia một cuộc thi chạy chân trần xuyên quốc gia với tốc độ của ô tô. Lái một chiếc ván lướt sóng chạy bằng động cơ có thể biến những nơi không có nước trở thành thiên đường lướt ván. Và bay lượn trong không trung với một bộ đồ bay bóng bẩy khiến cho những người nhảy dù trông như đang đi bộ. Hãy cùng đến với tương lai của những chuyến phiêu lưu. Hãy tưởng tượng xem tương lai có gì. Taxi trong không trung, thành phố nổi, thú cưng lái thủy phi cơ, những ngôi nhà chạy bằng năng lượng từ lá cây. Hãy tưởng tượng xem tương lai còn có những gì. Tôi là Berathunde Thurston. Là một nhà báo và một blogger, tôi đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng việc lướt ngón tay trên từng nhịp đập công nghệ. Thế giới năm 2030 sẽ như thế nào? Hãy cùng tôi đón nhận. Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn, kỳ thú hơn. Đó chính là những cuộc phiêu lưu trong tương lai, khi công nghệ cất cánh, biến phố phường thành những đường đua mạo hiểm và tất cả mọi người trên thế giới đều nói chung một thứ tiếng. Đại dương là một trong những địa điểm phiêu lưu lý tưởng, nhưng con người chưa có đủ thiết bị để thám hiểm hết thế giới rộng lớn ấy. Bơi như cá là ý tưởng mở đường cho nhiều suy nghĩ mới. Nhà phát minh Ted Ciamillo đã thiết kế một loại chân vịt mới có thể khiến bạn bơi như cá. Đó là một loại vây có thể khơi gợi tiềm năng bơi lội trong con người và giúp chúng ta thưởng ngoạn các dạng san hô không khác gì sinh vật biển đích thực. Nó được gọi là vây Lunoset. Nó mô phỏng lại một cách sinh động lực học ở cá. Ted đã mất 7 năm thiết kế và thử nghiệm chiếc đuôi cá dành cho người này, hầu hết là tại Viện Hải dương học Georgia, Atlanta. Xin anh cho biết thêm về Lunoset. Các loài cá ở đây có đóng góp rất lớn trong việc thiết kế vây Lunoset. Chúng ta nên đi một vòng và tôi sẽ nói rõ hơn cho anh. Tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các loài cá và phần lớn thời gian ở đây, tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Tôi hy vọng sẽ tìm ra bí mật bơi nhanh của cá để có thể tái tạo và giúp con người bơi nhanh hơn. Nhìn cá bơi lội rất dễ dàng, nhưng khi đi sâu vào vấn đề mấu chốt là chúng di chuyển như thế nào, ta mới nhận ra việc bơi nhẹ nhàng như vậy cũng rất phức tạp. Có đến hơn 10.000 con cá trong chiếc bể khổng lồ này, nhưng Ted chỉ tập trung vào những loài bơi nhanh. Anh ấy biết rằng chúng có bí quyết, và cuối cùng anh cũng tìm ra điểm chung giữa chúng, đó là một cái đuôi hình bán nguyệt. Đây là những sinh vật bơi nhanh nhất trong tự nhiên. Những chiếc đuôi bán nguyệt này thực tế là các lá phôi đối xứng. Những phôi này dao động hoặc uốn lượn để tạo ra tiếp xúc dạng góc với nước, giống như ở máy bay. Cánh máy bay tiếp xúc dạng góc với không khí, từ đó tạo ra lực đẩy. Những chú cá này cũng tận dụng được điều đó nhờ đuôi. Chúng tạo lực đẩy từ nước à? Đúng vậy, để bay trong nước. Tôi nghĩ đó cũng là một cách nói đúng. Tôi cũng đã từng học bơi ở trường trung học. Tôi chỉ bơi bình thường thôi, nhưng tôi thấy cá bơi rất nhanh. Anh có thể giúp tôi bơi nhanh được như vậy không? Tôi sẽ cho anh một thứ mà những con cá này có, đó là bộ đuôi Lunoset phản lực. Tôi sẽ đeo nó vào chân anh và xem anh có thể bơi nhanh hơn không? Mô hình Lunoset phải mất nhiều tháng thử nghiệm trong bể và rất nhiều nghiên cứu liên quan đến cả cá heo để hoàn thiện thiết kế. Chiếc chân vịt nhân tạo nặng 1,1 kg này làm từ sợi carbon và sợi thủy tinh. Đôi vây phụ rộng 1 mét gắn vào một chiếc giày leo núi. Khi đeo nó vào, Ted sẽ trở thành người bơi nhanh nhất thế giới. Ted đã bơi với tốc độ 12,8 km một giờ khi sử dụng đuôi Lunoset gấp đôi tốc độ của Michael Phelps. Hãy tưởng tượng đây là một trận thi đấu trong kỳ Olympic.
Bây giờ đến lượt tôi. Đây sẽ là lúc tôi thể hiện tài năng của mình. Imagine this as an Olympic sport. Okay, time for me to get wet. This. Chúng tôi sử dụng giày leo núi bởi loại giày này có khả năng truyền lực tốt. Vây Lunaset đòi hỏi phải có sự truyền lực rất hiệu quả để tận dụng lợi thế của các lá phôi ở sau chân. Ta sẽ phải dùng đến nhóm cơ lớn ở chân để tác động đến vây Lunaset thông qua giày leo núi, từ đó có phản lực để phóng đi trong nước. Phóng đi truyền lực, có thể là truyền cả sự khôn ngoan nữa chăng? Cũng có thể. Để tôi xỏ chân vào xem sao. Xuống nước mà hai chân bị dính vào nhau thế này thì người ta dễ tưởng tượng là bạn tự tử hơn là đi bơi. Tôi cảm thấy mình không giống một con cá heo mà giống một cái mỏ neo hơn. Có lẽ phải mất một thời gian mới quen được với cách bơi kiểu mới này. Các bạn lưu ý rằng tôi chỉ muốn xuống nước vài phút thôi vì tôi không muốn bị cháy nắng. Một phần của thám hiểm là dấn thân vào những điều mới mẻ. Vì vậy, Ted lại đẩy tôi xuống. Anh thấy mọi thứ ổn không? Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi mà. Trông anh rất ổn. Đừng chết đuối nhé. Đừng chết đuối không phải là câu nói ta muốn nghe từ các chuyên gia. Tốt, khởi đầu rất tốt. Cần phải có thời gian luyện tập, nhưng tôi cũng đã quen dần rồi. Cố lên nào. Hãy tưởng tượng mình là cá. Khi đã quen rồi, bạn sẽ cảm thấy như đi xe đạp vậy, rất dễ. Chỉ cần lên xe và đi thôi. Bạn sẽ muốn bơi mãi, mỗi lần đạp lại mạnh hơn. Tôi có thể bơi khỏe hơn rất nhiều so với bình thường. Anh đã quen rồi đấy. Bạn phải thả lỏng hoàn toàn. Như thế, mỗi cú đạp nước mới mạnh. Tôi đã bơi nhanh đến mức có thể cảm thấy áp lực của nước trên mặt. Đặc biệt là khi bơi ngược. Nếu được luyện tập khoảng vài tuần để thuần thục hơn, tôi sẽ bơi nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí tôi sẽ vượt xa cả Michael Phelps cả vài mét đấy. Ưu điểm của chiếc đuôi mô phỏng sinh học của Ted không chỉ nằm ở tốc độ, đó là việc cùng tiêu tốn một năng lượng, nhưng bạn có thể đi xa hơn rất nhiều, giống như trượt ván so với đi bộ vậy. Tôi đã thấy nhiều người tham gia những cuộc thám hiểm dưới nước dài 40 đến 50 km, tương tự như những cuộc trường chinh, nhưng là giữa lòng đại dương. Đi bộ đường dài dưới nước. Đúng vậy, phiêu lưu dưới nước đang dần thoát khỏi lối mòn, và Ted muốn đưa công nghệ cao xuống một độ sâu mới trong một chiếc xe đạp dưới nước. Chiếc tàu ngầm một người lái hình cá voi này có một cái đuôi Lunaset và vận hành bằng sức đạp. Kế hoạch cho mẫu thử nghiệm của Ted bao gồm một chuyến xe đạp ngắn ở Đại Tây Dương vào cuối năm nay. This whale-shaped one-man submarine sports a large Lunaset tail and operates on pedal power. Ted's modest plans for his prototype include a quick bike out into the Atlantic later this year. Tôi sẽ bắt đầu từ Cape Verde, đi qua Đại Tây Dương đến Barbados. Tôi sẽ đạp xe trong tư thế nghiêng. Vậy là anh sẽ đạp xe giữa đại dương trong một chiếc tàu ngầm mô phỏng sinh học. Đúng vậy. Anh kết hợp các công trình của mình thành một phương tiện. Và tôi sẽ không ra khỏi tàu ngầm trong suốt chuyến đi. Anh sẽ ngủ trong đó sao? Tôi sẽ ngủ trong tàu ngầm. Tôi sẽ lắp một cái khung phía trên tàu ngầm và các túi khí dự trữ. Như thế, sau một ngày đạp xe, tôi sẽ có thể đưa tàu ngầm nổi lên mặt nước và trôi theo dòng nước. Tôi thiết kế khung lều nhỏ, dựng lều và lấy các dụng cụ nấu ăn ra. Tại sao anh lại làm cái này? Một phần vì đây là minh chứng cho hiệu quả của việc mô phỏng sinh học. Đó là căn cứ thuyết phục cho những gì tôi đã làm được với động cơ mô phỏng sinh học. Đó là cơ hội để có được một chuyến đi thực sự thú vị. Hơn 70% bề mặt trái đất là đại dương. Vậy mà khi muốn ra ngoài thư giãn, chúng ta lại chọn đi leo núi. Chúng ta đã đi bộ qua cả những vùng lãnh nguyên, không còn nhiều địa điểm trên mặt đất để khám phá nữa đâu. Đúng vậy. Nhưng trong lòng đại dương thì khác, còn rất nhiều nơi mà con người chưa bao giờ đặt chân đến. Trông anh ấy giống như chú cá heo trong phim Giải Cứu Willy vậy. Phần lớn các tiến bộ khoa học công nghệ chỉ đơn giản là chinh phục hay thống trị thiên nhiên bằng sự phức tạp.
Ted Ciamilo và chiếc vây Lunoset lại đi theo hướng đơn giản hóa. Họ quan sát thế giới xung quanh để tìm ra các giải pháp vốn đã tồn tại đâu đó trong tự nhiên từ rất xa xưa. Tôi thực sự cảm nhận được công nghệ này. Tôi đã bơi với vận tốc 9,5 km một giờ, gần gấp đôi vận tốc của Michael Field. Trong tương lai, một hệ thống như thế này mở ra rất nhiều cơ hội. Hãy nghĩ đến những buổi cắm trại giữa đại dương, đi qua đại dương mà không cần đến pin hay các thiết bị nặng nề. Chúng ta có thể hé mở cả 70% bề mặt trái đất bằng cách làm theo các giải pháp của thiên nhiên. Xưa kia, tổ tiên của loài người đã tiến hóa từ các sinh vật biển. Giờ đây, công nghệ sẽ giúp đưa chúng ta trở về. Tương lai hứa hẹn những cách thức phiêu lưu mới mẻ. Tại đây có những con người đang biến những năng lực siêu nhiên thành hiện thực. Bất kể bạn muốn đi đâu, qua sa mạc hay trở về quê hương, bạn cũng có thể đi đến đó bằng một cách thức mới với nhiều điều thú vị. Cà kheo vận tốc là công cụ có thể cải thiện cả những hành động đơn giản như nhún chân bước đi. Nó được thiết kế để tăng tốc nhanh chóng. Nó sẽ giúp bạn chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn. Việc đi lại hay bất cứ chuyến phiêu lưu nào cũng sẽ trở nên thú vị hơn. Thoạt nhìn, đôi cà kheo vận tốc này có vẻ giống với một cây cà kheo thông thường được trang trí lại. Nhưng Jeff Jay đã thiết kế chúng sao cho vừa khít với chân. Nó chỉ cao 45cm, nhưng có tốc độ phi thường. Ta có thể chạy nhanh gấp 3 lần người bình thường và nhảy cao hơn rất nhiều. Jeff đã có ý tưởng về đôi cà kheo điện khi xem các vận động viên khuyết tật chạy nước rút với chân giả hiện đại. Anh cũng lấy nguồn cảm hứng từ những chú chuột túi. Kangaroo có đôi chân sau rất to với những dây chằng lớn. Đó là vật liệu sinh học nên nó có thể tích trữ năng lượng. Chúng ta không thể tích trữ năng lượng nhưng vẫn có thể mô phỏng lại cách chúng di chuyển. Để tạo ra sức bật như chân sau của chuột túi, Jeff sử dụng một cánh tay có khớp để chuyển năng lượng nhún từ chân vào một lò xo làm từ sợi thủy tinh dẻo. Nó được làm từ thủy tinh loại E, một loại vật liệu dùng trong cánh máy bay trực thăng trước đây. Nó có độ đàn hồi cực tốt. Tôi không thể nén cái lò xo này lại vì nó quá cứng. Tốc độ sẽ được tạo ra từ sức nén lò xo. Nó sẽ đẩy bạn đi. Bạn sẽ là người truyền năng lượng cho nó và nó sẽ đẩy bạn tiến về phía trước. Trong một lần thử nghiệm cho quân đội, tôi đã chạy được 37 km một giờ, đuổi theo một chiếc xe bốn bánh. Chúng tôi cũng làm một cuộc thử nghiệm về độ cao khi nhảy. Tôi đã nhảy lên ngồi trong vành rổ tại sân bóng rổ của lực lượng không quân để chứng minh khả năng của đôi cà kheo này. Chắc chắn rằng quân đội không quan tâm lắm đến các thành tích thể thao. Bộ binh sẽ có thể bao quát được những khu vực rộng lớn hơn với thiết bị này. Tương đối với các đơn vị thực thi pháp luật hay các đội phản ứng nhanh, bất cứ công việc nào đòi hỏi nhanh chân đều thu được lợi ích từ cà kheo vận tốc. Nhưng chính sự thú vị nó đem lại mới là điều cuốn hút nhất. Nhảy qua mọi loại địa hình như thể bạn đang ở trên mặt trăng, nó sẽ mang chất phiêu lưu đến những việc làm bình thường nhất. Cà kheo tốc độ là một cách để bạn di chuyển cùng với những niềm vui. Tôi sẽ luôn có việc gì đó để làm với nó, ví dụ như tìm một chướng ngại nào đó để nhảy qua, tự thách thức bản thân. Khi chạy sẽ giống như đang trượt ván, hệt như trên con đường này vậy. Cà kheo vận tốc sẽ trở thành ván trượt kiểu mới. Sẽ có những cuộc đua, những pha mạo hiểm và thậm chí là cả môn thi đấu Olympic hay chỉ đơn giản là phương tiện đến trường mỗi khi ngủ dậy muộn. Tôi rất thích cách mọi người nhìn tôi khi tôi đi ra đường cùng với đôi cà kheo này. Nó vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Con đường phía trước còn rất dài và tương lai của những cuộc phiêu lưu sẽ thực sự rất thú vị. Hồi nhỏ tôi không thích chơi bóng rổ bởi tôi chơi không tốt lắm. Tôi không thể nhảy lên được. Nhưng cà kheo này có thể thay đổi tất cả những điều đó, giúp tôi và những người ít năng khiếu khác có thể nhảy xa hơn cả vận động viên bóng rổ LeBron James nổi tiếng. Nhưng ngoài việc đưa bóng vào rổ, nó còn có thể giúp chúng ta nhảy qua các hàng rào, qua ô tô, qua các tòa nhà với chỉ một lần bật nhảy, trở thành các siêu anh hùng như chúng ta từng mơ ước. Siêu nhân hãy cảnh giác, trong tương lai tất cả mọi người đều nhảy cao được như anh. Có thể chạy nhanh hơn là một cách để theo dõi các cuộc phiêu lưu. Nhưng nếu như đến một vùng đất mới mà không thể giao tiếp được vì rào cản ngôn ngữ, ai cũng sẽ rất thất vọng. Đối với nhiều người trong chúng ta, rào cản ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta không dám phiêu lưu đến những địa điểm quá mới mẻ. Cho dù bạn thuê cả một hướng dẫn viên du lịch hay chỉ đi xung quanh khách sạn, một lần nhỡ miệng cũng có thể biến chuyến du lịch tuyệt vời thành một kỳ nghỉ không mấy dễ chịu. Vậy nếu bạn có một chiếc chìa khóa cho việc giao tiếp bằng mọi loại ngôn ngữ luôn sẵn sàng trong túi áo thì sao? Tiến sĩ Alex Weber và đồng nghiệp tại Đại học Carnegie Mellon đang chế tạo một loại máy có thể dịch mọi ngôn ngữ sang thứ tiếng mà bạn sử dụng.
Xin chào anh Baratunde. Xin chào. Anh nói chậm lại một chút được không? Nghe như là tiếng Đức vậy. Tôi không hiểu gì cả. Chắc là anh đang nói điều gì đó tốt đẹp đúng không? Hay chúng ta bắt đầu bằng tiếng Anh trước? Được, tôi vừa nói chào anh thôi. Nhưng trên thực tế, đúng là như vậy. Nếu anh đi du lịch khắp thế giới, chúng ta có những rào cản ngôn ngữ và bị ngăn cách bởi sự khác biệt văn hóa. Tất nhiên, ngày nay có rất nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ, đặc biệt là trong việc dịch văn bản. Đúng vậy, miễn phí và có thể tìm thấy dễ dàng. Nhưng chúng tôi đang cố gắng để có thể dịch được ở mọi lúc mọi nơi. Và chúng tôi muốn có thể dịch được cả lời nói, biển chỉ đường và cả văn bản thông thường nữa. Chúng tôi muốn ngôn ngữ không còn là một rào cản. Alex cài đặt phần mềm dịch thuật này trong một chiếc máy tính xách tay được thiết kế phù hợp với các chuyến du lịch. Cần phải có một thiết bị bền hơn thông thường, đúng vậy. Anh có thể để thiết bị đó lên bàn trong lúc trò chuyện với mọi người, đúng thế. Nó có một màn hình cảm ứng. Tôi đau đầu quá. Anh bị đau đầu từ bao giờ? Các phần mềm dịch thuật luôn luôn dịch không xuôi, không nhận biết được các cụm từ thành ngữ hay từ lóng, như vậy sẽ rất khó hiểu. Nhưng hệ thống của Alex sẽ cho phép bạn kiểm tra lại. Anh có thể thấy phần dịch ngược lại ở trong ngoặc. Tôi không hiểu tiếng Thái nên tôi không biết nó dịch có đúng không. Vì thế hệ thống sẽ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thái, rồi sau đó dịch ngược lại từ Thái sang Anh và đưa vào trong ngoặc. Nếu tôi không phải là một thành viên của nhóm bác sĩ không biên giới hay hội chữ thập đỏ chẳng hạn, đi vòng quanh thế giới để giúp đỡ mọi người thì sao? Tôi chỉ là một người khách du lịch bình thường thôi. Liệu có thiết bị nào khả dụng hơn không? Đúng vậy, rõ ràng là thiết bị này quá to để mang theo người. Vì thế, chúng tôi muốn tích hợp công nghệ này vào một chiếc iPhone. Công nghệ tiện dụng này có tên là Gib A Go, có nghĩa là vừa đi vừa nói. Bạn có thể nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau khi nó được tích hợp vào vật bất ly thân của bạn. Liệu được không? Hãy gợi ý một nhà hàng đi. Hay quá. Ưu điểm của công nghệ này là nó chỉ chạy trên thiết bị. Như vậy là nó luôn sẵn sàng và không cần phải mở trang web ra, không mất phí roaming, và bạn có thể thực hiện các cuộc đối thoại đơn giản với người dân địa phương. Tôi muốn thử nghiệm điều đó, có được không? Được chứ. Hãy ra ngoài đường và thử xem sao. Anh sẽ đi một mình, chỉ có tôi với thiết bị này sao? Trong môi trường toàn tiếng Tây Ban Nha nhé. Tiến sĩ Alex Weyer và tôi chuẩn bị thử nghiệm thiết bị dịch thuật đa ngôn ngữ bỏ túi này. Trên đường phố Pittsburgh, nó hoạt động như thế nào? Anh ấn nút nói tiếng Anh và nó sẽ dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Anh sẽ nghe thấy nó nói tiếng Tây Ban Nha. Ở đây có tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, còn có tiếng gì nữa không? Chúng tôi đang phát triển thêm nhiều ngôn ngữ khác nhưng chưa hoàn thành. Xin chào, anh có khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Được rồi, bây giờ thì sao? Anh sẽ đi một mình. Chỉ có tôi với thiết bị này sao? Trong môi trường toàn tiếng Tây Ban Nha. Được rồi, hãy chúc tôi may mắn nhé. Chúc may mắn. Tôi sẽ cầu nguyện và bấm nút. Với ứng dụng vừa đi vừa nói của Alex, tôi sẽ đi tìm những người nói ngôn ngữ khác tôi để xem máy dịch này có hữu ích thật không. Xin lỗi, cô có thể chỉ cho tôi bến xe buýt gần nhất được không? Đi hết đoạn đường này rồi rẽ trái. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô. Cũng dễ dàng, vì cô ấy biết bến xe buýt gần nhất ở đâu. Xin lỗi, anh có thể chỉ cho tôi đường đến bảo tàng nghệ thuật gần nhất không? Đi qua 4 ngã tư rồi rẽ trái. Cảm ơn anh. Tôi đang kết bạn khắp mọi nơi đây. Hoặc chí ít cũng là cái điện thoại của tôi đang kết bạn. Nó không chỉ dịch được các cuộc hội thoại. Giả dụ anh đi tham quan trong thành phố và có những biển báo anh không hiểu. Đúng thế. Nếu đến Nhật Bản hay Trung Quốc thì anh chẳng đọc nổi biển báo đâu. Tôi hiểu. Tôi được học một bộ chữ cái và đã rất quen với nó rồi. Khi tôi đến Nhật, tôi không nhìn thấy những chữ cái đó nữa và không thể nào đoán được điều gì. Đúng vậy. Các anh đang làm việc với các biển báo à? Đúng thế. Đó là một trong những cách chúng tôi cho là có thể xóa bỏ rào cản ngôn ngữ. Nó sẽ chụp lại hình ảnh này, trích các ký tự có trong ảnh ra.
Sau đó sẽ đi tìm các từ. Đúng, xác định các từ đó. Khi hoàn thành, chúng ta sẽ nhìn thấy một bức ảnh. Nhận dạng hình ảnh ký tự. Trong đó các ký tự đã được dịch sang tiếng Anh. Chúng ta đang thấy một biển báo đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát à? Tôi không thấy giống đồn cảnh sát chút nào. Các anh có mã hóa hay thiết lập các công cụ hay thuật toán nào để xử lý không? Có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, khoảng 20.000 từ. Họ phải nhập bằng tay à? Đúng thế. Cái này có thể sản xuất hàng loạt không? Hầu hết các thuật toán chúng tôi sử dụng là các thuật toán tự động học hỏi. Chúng có thể tự rút kinh nghiệm từ dữ liệu. Máy móc có thể học được sao? Đúng vậy. Chúng tôi đang thu thập một lượng dữ liệu rất lớn. Các chương trình cần phải học những thông tin này và học hỏi để xây dựng hệ thống nhận diện khi dịch. Tôi nhớ mình đã từng đọc cuốn tiểu thuyết Đường đến giải ngân hà. Trong đó có nhắc đến một con cá, cá phiên dịch. Bạn chỉ cần nhét nó vào tai và nó sẽ giải mã các sóng âm truyền vào tai bạn. Bất cứ ngôn ngữ nào trong vũ trụ đều được. Các anh cũng đang làm điều đó đúng không? Tất nhiên, đó là khoa học giả tưởng. Chúng tôi đang cố gắng làm cho giao diện liền mạch hơn, để nó hoạt động được tự nhiên hơn. Chúng tôi đang phát triển một loại kính mắt giúp bạn nhìn thấy những dòng phụ đề mỗi khi người khác nói. Tôi hiểu rồi. Hoặc một cặp tai nghe có thể dịch trực tiếp. Vậy là tôi có thể nghe thấy tiếng nói ở trong đầu à? Anh có thể nghe thấy các giọng nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trong đầu. Tôi không thể tìm thấy lý do nào để từ chối thiết bị này cả. Tôi rất vui vì các anh đang nghiên cứu những thứ này. Rất đáng để đầu tư. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày một cao độ, ngôn ngữ vẫn là một rào cản. Nhưng trong khoảng 10 năm tới, sườn chua ngọt, các công cụ dịch tức thời như ứng dụng Give a Go sẽ xóa bỏ hoàn toàn rào cản đó. Ngon lắm, cảm ơn cô. Chúng ta thông thường coi các nhà khoa học máy tính như những người theo đuổi việc phát triển các mối quan hệ cá nhân. Nhưng tại trung tâm tương tác thuộc Đại học Carnegie Mellon, họ đang tập trung vào chính công việc đó. Chúng ta chưa bao giờ có khả năng nghe, nói bằng một thứ tiếng trong lúc đang tương tác với một người sử dụng ngôn ngữ khác. Khả năng này sẽ thay đổi tương lai của giao tiếp, của du lịch, giáo dục và các hoạt động nhân đạo. Hãy tưởng tượng chúng ta đến một đất nước xa lạ, nói hàng chục thứ tiếng mà không cần đến hàng chồng sách vở. Bằng cách hạ thấp hàng rào giao tiếp, tiến sĩ Weber và đồng nghiệp đã đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc phiêu lưu. Một số chuyến đi chỉ cần đến một ngôn ngữ toàn cầu duy nhất, đó là sự vui thích. Lướt sóng không anh bạn? Thông thường, nếu muốn đi lướt sóng, bạn sẽ phải ra biển. Như vậy không thuận tiện lắm đối với những người sống ở Nebraska hay Arizona. Nhưng giờ đây, bạn vẫn có thể có những cú nhảy sóng ngoạn mục dù ở cách biển hàng nghìn km. Tất cả những gì bạn cần là một bể nước và tấm ván lướt sóng đặc biệt này. Đây là ván lướt sóng đầu tiên sử dụng động cơ và không cần đến sóng thực. Lướt trên tấm ván phản lực này cũng giống như cưỡi trên một con sóng cao 15 mét giữa một bể bơi lặng sóng. Cảm giác rất tuyệt vời. Lướt sóng là môn thể thao thú vị nhất, và tấm ván này sẽ giúp cho môn thể thao ấy trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Bob Montgomery là một người tiên phong trong lĩnh vực lướt sóng, nhưng giờ đây anh đang tìm hiểu một môn thể thao hoàn toàn mới, gọi là lướt mặt phẳng. Anh ấy đã nghĩ đến việc thiết kế một tấm ván chạy bằng motor từ khi còn là một cậu bé chơi ném lon trên bãi biển. Chúng tôi đang ngồi tán gẫu vì không có sóng. Chúng tôi nhìn ra biển, cách bờ khoảng 500 mét có một con sóng, và tôi nói rằng giá mà chúng tôi có một cái ván có động cơ, chúng tôi sẽ bắt kịp con sóng đó. Và giấc mơ ấy cứ ăn sâu vào tâm trí tôi, không bao giờ phai mờ. Giờ thì giấc mơ đó đã ở ngay đây rồi. Bạn sẽ không phải mất đến 6 tháng để học như lướt sóng thông thường. Chiếc ván trượt phản lực này rất dễ sử dụng, ngay cả với người chưa từng lướt sóng. Nhưng vẫn đủ thách thức đối với những ai ưa mạo hiểm. Chỉ cần nhảy lên, đạp ga và bạn đã có thể vui chơi rồi. Bí mật của nó là ở đây, bộ phận tăng ga có thể là bạn tốt, cũng có thể là kẻ thù của bạn. Có nút bật, nút tắt và nút tắt nguồn để tắt hẳn động cơ khi bạn xuống khỏi ván. Nhưng bí mật lớn lao thực ra lại là một bộ phận rất nhỏ bé. Tiếp sức cho tấm ván là một bình xăng khoảng nửa lít. Chiều cao khoảng 16,5 cm, rộng 25 cm và dài 43 cm. Đây là loại động cơ có 102 trên thế giới, có thể tạo ra 45 mã lực với rất nhiều mô men quay. Trong các động cơ thông thường, xi lanh nằm thẳng đứng, còn ống xả phun ra dưới đáy động cơ. Bộ chế hỏa khí được đặt ở phía trên.
Nhưng Bob đã tìm ra cách để đặt xi lanh nằm ngang, ống xả thẳng đứng ở bên phải, còn bộ chế hòa khí đặt ở bên trái. Đồng thời, chúng cũng thuôn dần để vừa theo bề rộng của tấm ván. Anh ấy cũng thiết kế một hệ thống đai siêu nhỏ gọn để cung cấp năng lượng cho bơm xăng và tăng công suất cho tấm ván lên 45 mã lực. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện những cú nhào lộn bằng gia tốc hướng tâm kinh điển, thả mình ngang mặt nước, trải nghiệm cảm giác đó một cách dồn dập. Đặc biệt là khi bạn đang ở một vùng nước xanh ngắt với những dạng san hô lấp ló, bạn sẽ cảm thấy như mình đang bay trên chiếc thảm thần kỳ. Nhưng liệu môn thể thao này có gây ô nhiễm không nếu nó sử dụng động cơ ngay trên mặt nước? Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên điện năng. Ryan Howard đã phát minh ra một động cơ điện 90 mã lực có 102. Đây là loại động cơ mạnh nhất trong số các động cơ cùng kích cỡ. Những người lướt ván phản lực sẽ cảm thấy như mình đang ở trên tên lửa làm từ sợi thủy tinh. Chúng tôi đang thay thế động cơ xăng hiện tại bằng động cơ điện tốc độ cao. Động cơ mới này nhẹ hơn nhưng có công suất cao hơn và mô men xoắn tốt hơn so với động cơ xăng. Tốc độ tối đa hiện tại là khoảng 65 đến 70 km. Tôi tin là trong năm tới nó có thể vượt qua mức 160 km một giờ. Break the 100 mile an hour mark within the next year. Mọi thứ đều không thấm nước, giống như kính quân đội và được thiết kế vừa vặn với tấm ván. Nó sẽ làm cho giấc mơ của chúng ta thêm trọn vẹn, không tiếng ồn, không khí thải và sẽ đưa lướt sóng lên một tầm cao mới. Cỗ máy lướt sóng trong mơ của Bob sẽ xâm nhập sân chơi thủy sinh của chúng ta trong vài năm tới. Hãy cùng đi lướt sóng thôi. Three quarters of the world is full of flat water. 3/4 bề mặt trái đất là nước. Thiết bị này sẽ giúp những chuyến phiêu lưu thêm phần thú vị. Lướt sóng cho ta cảm giác tự do. Ai cũng muốn thử cảm giác tự do này. Nếu phải đợi trời nổi gió hay đợi sóng lên, anh sẽ cảm thấy chán nản. Giờ đây ta có thể lướt sóng bất cứ lúc nào, không cần phải chờ đợi nữa. Chúng tôi đang đưa mọi người ra với đại dương, với niềm vui mà mọi người đều rất mong chờ trong những ngày hè bên bờ biển. Không có cuộc phiêu lưu nào có thể so sánh với chinh phục bầu trời. Nhưng giấc mơ từ xa xưa này của con người bị giới hạn trong không gian nhỏ hẹp của những chiếc máy bay hay dù lượn. Cũng rất thú vị, nhưng chớp nhoáng và mang tính mạo hiểm cao. Tương lai sẽ không như vậy nữa. Một nhóm sáng tạo đang tạo ra một cách thức mới. Chúng ta sẽ thực sự bay, thay vì chỉ rơi từ trên cao xuống. Ước mơ có thể bay được của con người là một giấc mơ rất táo bạo và đầy phấn khích. Ai cũng mong muốn được bay. Các bộ áo có cánh này là thế hệ mới của công nghệ tàu lượn, giúp cho những người nhảy dù trở thành những chiếc tàu lượn sống, có khả năng bay lâu hơn và xa hơn so với những thiết bị không động cơ khác. Tony Uragalo là nhà thiết kế, người muốn giúp những nhà thám hiểm không trung có thể tìm thấy sự riêng tư khi bay lượn. Anh có thể giải thích nguyên tắc khí động học của bộ đồ này so với những chiếc dù không? Nó hoạt động như thế nào? Lực đẩy về phía trước sẽ mạnh hơn, giống như thuyền buồm chẳng hạn. Không khí sẽ đi vào và sẽ thổi phồng trang phục để tạo ra cánh, giống như cánh máy bay. Và bạn càng chạy nhanh về phía trước, bạn sẽ có càng nhiều lực nâng. Áo có cánh đã được sản xuất từ vài năm nay, nhưng hình dạng cánh này giúp đưa không khí xuống dưới cánh bằng cách làm giảm tốc độ rơi và từ đó tăng độ dài đường bay. Bộ quần áo này của Tony là sự kết hợp của suplex và sợi ni lông của ba lô nhảy dù có khả năng kéo giãn giữa cánh tay với thân người và giữa hai chân để tạo thành kết cấu dạng cánh. Kết cấu này chính là yếu tố tạo lực nâng và màu sắc của bộ đồ sẽ làm bạn trông không khác gì một siêu anh hùng. Nhảy dù ít nhiều cũng là một cú nhảy thẳng từ cao xuống, nhưng trên bộ áo cánh này, các sợi nhân tạo giữa tay và chân tạo ra lực nâng. Như vậy, cứ rơi xuống 1 mét, bạn sẽ bay được trung bình 2 mét. Bộ áo sẽ tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không khí hút vào từ vai giúp các cánh dễ thổi phồng và tạo thành hình dạng cánh, giúp bạn có lực nâng lớn hơn. Với bộ quần áo này, bạn có thể bay xa hơn nhảy dù bình thường 9,6 km. Anh sẽ phải giữ tư thế này. Anh sẽ muốn nhào lộn, xoay mình và xoay vai. Đẩy vai về phía trước một chút, duỗi thẳng chân và đạp mạnh. Anh sẽ bay như chim. Đội bay của Tony có Jeff Nebenkov và Taya Weiss.
Người nhảy dù sẽ rơi với vận tốc khoảng 190 km/h nếu rơi theo phương ngang, còn nếu rơi theo phương thẳng đứng, vận tốc là 290 km/h. Với bộ cánh này, chúng ta có thể rơi với vận tốc chỉ 50 km/h và tăng dần lên. Khi đạt được một vận tốc nhất định, bạn có thể lượn vòng và bay lên cao hơn. Chúng ta để không khí thổi phồng cánh, mở rộng chân và các khoang trong bộ áo cũng sẽ được thổi đầy không khí. Chúng ta sẽ bay trên bầu trời, tận dụng trọng lực để lướt đi khoảng 9,5 km mỗi lần. Nếu anh trải nghiệm biển khơi, hãy đi thuyền. Nếu anh muốn trải nghiệm bầu trời, hãy đi máy bay. Nhưng nếu anh muốn tận hưởng cảm giác bay thực sự, hãy mặc bộ áo có cánh này vào. Bay như siêu nhân đòi hỏi phải tập luyện cẩn thận, nhất là đối với người am hiểu công nghệ nửa vời như tôi. Thêm nữa, tôi cũng chưa bao giờ nhảy dù cả, vì vậy tôi sẽ phải lấy hết can đảm để làm việc này. Đầu tiên, tôi phải tập dượt mặc quần áo trong hầm gió này. Một động cơ phản lực nằm dọc sẽ tạo ra trải nghiệm nhảy dù tại chỗ. Như vậy, tôi sẽ có cảm giác về cách vận động và kiểm soát chuyển động của mình khi rơi tự do. Sau đó, tôi sẽ được quan sát những người chuyên nghiệp. Thật là tuyệt. Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu? Tin tốt. Tin tốt là chúng ta chuẩn bị mặc áo có cánh rồi, thật là tuyệt. Tin xấu là anh không thể đi cùng được. Anh phải tập nhảy dù ít nhất là 200 lần đã. Phải mất bao lâu mới nhảy đủ 200 lần? 6 tháng. Được rồi, 6 tháng nữa tôi sẽ quay lại. Anh cứ chuẩn bị mọi thứ đi nhé. Được. Tôi rất muốn làm việc này. Mặc áo có cánh vào và bay cũng là một vấn đề hết sức nghiêm túc. Vì vậy, tôi sẽ phải ngồi nhìn trong khi các chuyên gia bay thử. Đây là cảm giác tự do đến tuyệt đỉnh. Không chỉ rơi xuống từ không trung, ta còn có thể lướt đi. Đó là cảm giác có thể điều khiển bản thân và lựa chọn con đường cho chính mình. Một người bay với áo có cánh đạp nhảy ở độ cao khoảng 4.000 mét và ngay lập tức đón được luồng gió từ đuôi máy bay. Nhưng khi bắt đầu rơi, bộ trang phục đặc biệt của Tony sẽ tận dụng được tối đa sức nâng của luồng gió hướng lên. Giống như đôi cánh của chim biển bay qua những khoảng không rộng lớn, thiết kế cánh kiểu mới này sẽ kéo dài độ dài của đường bay bằng cách giảm sự rơi theo phương thẳng đứng, trong khi vẫn giữ được vận tốc theo phương ngang vào khoảng 190 km/h. Trong khi một người nhảy dù thông thường sẽ thả dù ở độ cao 700-800 mét, thì người bay sẽ mở cánh ở độ cao chỉ khoảng 300 mét và hạ cánh một cách liều lĩnh hơn. Tốc độ theo phương ngang mà bộ áo dần có được trong khi rơi đồng nghĩa với việc hạ cánh ở tốc độ cao. Nếu muốn hạ cánh nhẹ nhàng như chim mà không cần dù, họ sẽ phải học cách giảm vận tốc trong giai đoạn cuối. If wingsuit flyers are ever going to achieve their bird-like goal of landing without a parachute, they're going to have to work out how to slow down in the final stretch. Watch your shadow, guys. Có thể hạ cánh được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi sẽ nghiên cứu công nghệ nào đó để có thể giảm tốc độ rơi, nhưng trước mắt, người ta vẫn vui vẻ nhảy dù thôi. Khoảng 30 năm sau, tôi tin là sẽ có nhiều kỷ lục thế giới mới sẽ được lập về số người cùng bay bằng bộ áo cánh này. Tôi sẽ cung cấp thêm một mẹo cho những người quan sát chim chóc trong tương lai. Có thể những gì họ quan sát được trong tương lai không phải là chim săn mồi, mà là những người ưa thích mạo hiểm đang bay với một bộ cánh bằng sợi ni lông. Con người đã ước muốn được bay từ nhiều thế kỷ trước. Chúng ta còn thiết kế các dụng cụ để bay từ các tòa nhà hay từ máy bay. Giờ đây, chúng ta sẽ biến toàn bộ cơ thể mình thành cánh và đến gần hơn với giấc mơ được bay của con người, tạo ra một hình thức mạo hiểm mới. Icarus trong thần thoại Hy Lạp đã thất bại vì lựa chọn sai công cụ.
Lẽ ra ông ta nên mặc một bộ áo có cánh. Tương lai của phiêu lưu không chỉ nằm ở tính kích thích. Những chuyến đi trí tuệ cũng sẽ mang màu sắc mạo hiểm. Thay vì đọc sách về giải phẫu, chúng ta sẽ đặt một chuyến du lịch đến cơ thể người, trượt theo thực quản, đi qua phổi và lướt trên các sóng não. Điểm đến là không gian nội tâm. Đại lý du lịch của bạn có thể sẽ là tiến sĩ Joan Cuchera Morin ở Viện Công nghệ Nano California. Chúng ta đang ở trong một quả cầu lớn gọi là Alaska hoặc địa cầu đồng phân. Mục đích của nó là gì? Có thể coi Alosphere là một kính hiển vi kỹ thuật số biến đổi linh hoạt kích thước lớn. Thiết bị này lớn đến mức nó cho phép bạn nhìn thấu và đi qua những nơi bạn chưa bao giờ có thể đến được trước đây. Cầu Alosphere được tiếp năng lượng từ một siêu máy tính khổng lồ và chiếu ra những hình ảnh mà thông thường mắt người không nhìn thấy được. Nó được đặt trong một hội trường cao 3 tầng, cách âm không vang. Cấu trúc bên trong là một quả cầu lớn hiển thị hình ảnh tổng thể 360 độ. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đưa anh vào bộ não của một đồng nghiệp của tôi. Chuyến đi thử nghiệm này được đặt tên là não đồng phân, một mô hình tương tác 3D của hình ảnh não bộ được quét bằng chức năng chụp cộng hưởng từ. Chúng ta sẽ bay như các tiểu phi hành gia trong kiến trúc thần kinh vĩ đại qua những nếp cuộn ở vỏ não. Góc này sẽ đưa bạn đến trung tâm não bộ và cho phép các nhà khoa học khám phá mọi ngóc ngách của các cơ quan, giống như khảo sát cơ thể một người khổng lồ. Tôi có cảm giác như đang ở trên sao hỏa, nhưng thực ra đó lại là não của đồng nghiệp của anh. Đúng vậy, anh nói đúng, trông giống như thế giới của người ngoài hành tinh vậy. Đó chính là phần thú vị. Nếu chúng ta có thể xây dựng những mô hình như thế này từ dữ liệu có sẵn và trực tiếp khảo sát, chúng ta sẽ có thể tìm hiểu các cơ quan như tìm hiểu một ngọn núi vậy. Chúng ta đang xem xét địa hình. Tôi có cảm giác như đang ở trong một hang động dưới nước vậy. Đây là chuyến đi đến một thế giới khác. Chúng ta đuổi theo những neuron thần kinh, bay qua vùng hồi hải mã và quan sát khớp thần kinh chuyển các tín hiệu với những tia sáng nháy lên. Phi công của chúng ta sẽ được cung cấp các dấu hiệu thông tin trên suốt tuyến đường. Những hình chữ nhật nhỏ kia là phao tín hiệu. Đó là các tác nhân thông minh thu thập các tín hiệu, ví dụ như mật độ máu hoặc hoạt động của não bộ. Những âm thanh mà bạn nghe thấy không phải là hiệu ứng nhân tạo. Ngoài dữ liệu hình ảnh, cầu Alosphere còn cung cấp các thông tin phản hồi về âm thanh. Nếu một trong số các tác nhân thông minh này phát hiện được mật độ máu bất thường, nó sẽ phát ra âm thanh và thu hút sự chú ý của tôi về phía có sự bất thường đó. Đó là một cách chúng ta có thể khai thác dữ liệu 360 độ vì tai có thể nghe được từ mọi hướng. Chúng ta không nhất thiết phải nhìn thấy chúng mà chỉ cần nghe để định vị dữ liệu. Dữ liệu âm nhạc. Không ngạc nhiên chút nào khi việc thiết kế quả cầu Alosphere có sự tham gia của không chỉ các nhà khoa học, kỹ sư đồ họa mà còn có cả các nhạc sĩ nữa. Một nhóm nghiên cứu các tiềm năng của não phải và não trái, những người có thể giao tiếp bằng cả 5 giác quan. Những cuộc hành trình khai thác dữ liệu này không chỉ để cho vui. Nếu cơ thể của bệnh nhân có khối u hay bị phình mạch được chiếu lên quả cầu này, việc tìm ra khối u đó không còn khó khăn nữa. Tôi đã từng hình dung ra mình thám hiểm không gian, bay vòng quanh vũ trụ trong một chuyến tàu đi xuyên thời gian. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bay vòng quanh những hình ảnh 3D, độ phân giải cao. Đây là một cách thức phiêu lưu hoàn toàn mới. Cơ thể hoạt động không ngừng và rất phức tạp, vì thế luôn có những điều mới mẻ để khám phá. Tim, phổi, động mạch, mắt, mỗi cơ quan lại là một thế giới đặc biệt, không giống với bất cứ thứ gì bạn đã từng biết trước đó. Khám phá bộ não của chính mình, trong khi không ngừng tiếp thu những cái mới. Những cuộc phiêu lưu thực thụ và hướng vào bên trong, tôi cho rằng chúng ta phải nhìn vào trong chính mình để có thể thực sự hiểu chúng ta là ai trong hành tinh và vũ trụ này. Nói đến lưu, chúng ta thường nghĩ đến những chuyến đi hướng ngoại. Mặt đất, đại dương, bầu trời, vũ trụ. Giáo sư Joan Cuchera Morin lại nghĩ đến những cách mới để trải nghiệm thế giới, đi qua những khối u hay thậm chí là những dữ liệu tài chính. Đây có thể là cách chúng ta tìm kiếm sự phiêu lưu trong tương lai. Phiêu lưu không phải là nơi ta đến. Đôi khi, phiêu lưu là việc ta đến nơi đó bằng cách nào. Hãy tưởng tượng những tuyến xe điện một đường ray pha trộn với một chút đặc điểm của tàu lượn siêu tốc chạy bằng sức người và còn đi nhanh hơn cả Lance Armstrong trong cuộc đua Tour de France. Hãy nghĩ đến Sweep. Sweep là hỗn hợp của công nghệ một đường ray với công nghệ xe đạp nằm.
Nó là một tuyến xe chạy bằng sức đạp pedal, treo phía dưới đường ray đơn. Đó cũng là loại phương tiện hiệu quả nhất trên thế giới. Sử dụng sức người theo một cách thức tối ưu, chúng ta sẽ đi nhanh hơn so với bất kỳ loại phương tiện có bàn đạp nào khác. Swift là đứa con tinh thần của Jeff Barnett, một cựu giáo viên người Anh đã quá mệt mỏi với tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường trung tâm thành phố Tokyo. Tôi thường đạp xe quanh Tokyo. Tôi thấy rằng việc đi lại ở trên cao sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó là một phương tiện tối ưu, vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường, lại vừa tăng sự vui thú cho việc đi lại hàng ngày. Barnett nói rằng những người sử dụng Swift có thể đạt được vận tốc tối đa là 80 km/h. Diện tích tiếp xúc với gió sẽ nhỏ hơn xe đạp rất nhiều. Bình thường, người đạp xe phải tiêu tốn từ 80 đến 90% số năng lượng tạo ra để vượt qua sức gió. Đối với Swift, bạn sẽ tốn ít năng lượng hơn vì nó có hình đầu đạn, tạo hiệu quả khí động học cao hơn. Như vậy, bạn sẽ đi nhanh gấp đôi xe địa hình với cùng lượng năng lượng bỏ ra. Ngày nay, những chiếc xe đạp trông như cái kén hay hình viên đạn của Barnett chỉ có thể tìm thấy ở đường ray thử nghiệm tại hòn đảo phía bắc New Zealand trong công viên Agroventure ở ngoại ô thành phố Rotorua. Nhưng nếu những cái kén xe đạp này được nghiên cứu thành công, Swift sẽ thay thế làn đường dành cho xe đạp ở các thành phố trên toàn thế giới. Kế hoạch là sẽ phát triển nó thành hệ thống giao thông mở theo tiêu chuẩn trên khắp thế giới. Bạn có thể thức dậy vào buổi sáng, mặc quần áo vào, nhảy lên trạm xe Swift ở gần nhà, lướt qua những nút giao thông ùn tắc phía dưới để đi làm trong cảm giác sảng khoái và khỏe khoắn. Swift hoạt động được là nhờ có công nghệ thân thiện với môi trường, giúp nó trở thành phương tiện lý tưởng cho những ai mong muốn bảo vệ trái đất. Chúng tôi muốn thấy hệ thống Swift chạy qua những khu rừng, len lỏi giữa các rặng cây. Chúng tôi muốn đi qua hang động hay đi qua mặt nước hay những công viên săn bắn, những nơi mà nếu đi bộ thì không an toàn. Một phương tiện giao thông đại chúng không gây ô nhiễm có thể đưa tôi bay qua những nơi thú vị nhất và khó tiếp cận nhất trên trái đất. Một trong những vẻ đẹp của hệ thống Swift chính là sự đơn giản. Nó rất dễ xây dựng. Đó chỉ là một cái kén có bàn đạp khí động học trên một đường ray đơn có thể nghiêng 70 độ ở các khúc quanh. Bên trong có bàn đạp, 7 hộp số tốc độ, dây xích gắn với trục nối nhiều chiều giúp bạn có thể vừa đạp xe vừa đu đưa mà không tốn sức. Hiệu quả năng lượng của Swift là một trong các lý do bạn không cần tốn nhiều sức để đạt được tốc độ cao. Bạn chỉ cần dùng đến các cơ bắp ở đùi và một chút trọng lượng sẽ giúp bạn giữ được quán tính lâu hơn. Phụ nữ và trẻ em sẽ không phải hối hả đi cùng chồng nữa và cũng không cần phải lo lắng về tắc nghẽn giao thông. Giả sử có một người đi chậm đi trước và một người đi nhanh hơn ở đằng sau. Họ có thể giúp nhau bằng cách kết nối hai xe thành một khối để cùng đi nhanh hơn vì sẽ có sức đạp xe của cả hai. Giá mà ở đường cao tốc cũng có thể làm như vậy được thì tốt. Vậy là nhiều người đi cùng nhau sẽ nhanh hơn so với từng người riêng lẻ. Như vậy là linh hoạt hơn nhiều so với các loại hình giao thông khác. Ngày nay, những người thích đạp xe phải đi trên những con phố đông đúc với hàng loạt phương tiện khác. Nhưng trong tương lai, toàn bộ hệ thống xe đạp trên cao Swift sẽ đưa họ bay qua thành phố, không tắc nghẽn, không phạt tốc độ. Chúng ta sẽ được trải nghiệm sự phiêu lưu mỗi ngày. Trong tương lai, những chuyến phiêu lưu của chúng ta sẽ bắt đầu với những chiếc xe đạp một đường ray. Nếu chưa đủ nhanh, chúng ta sẽ bay lên với bộ áo có cánh chuyên dụng. Bất kể hạ cánh ở đâu, chúng ta vẫn có thể giao tiếp với công cụ dịch thuật thời gian thực rất tiện lợi. Sau đó sẽ đi trên chiếc cà kheo vận tốc. Nếu muốn xuống nước, chúng ta cũng có thể khám phá thế giới đại dương với chiếc đuôi Lunoset. Và khi không còn hứng thú với thế giới bên ngoài nữa, ta cũng có thể khám phá chính mình với quả cầu Allosphere. Đó chính là tương lai của những chuyến phiêu lưu.